Trưa nay ngày 8 tháng 2, lực lượng chức năng đã phong tỏa một con hẻm trên đường 441 đường Tăng Nhơn Phú A, khu vực quận 9 cũ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo một nguồn tin, con hẻm này có 70 hộ gia đình với khoảng 200 nhân khẩu. Đây là nơi ở của trường hợp nghi nhiễm vừa được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh công bố chiều ngày 8 tháng 2. Hiện người này đã được đưa vào bệnh viện dã chiến Củ Chi. Như vậy, tổng số trường hợp nghi nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh tính đến thời điểm này là 25. Ngay khi có kết quả xét nghiệm, thành phố khẩn trương khoanh vùng nhanh, phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan, nhanh chóng truy vết các trường hợp tiếp xúc theo phương châm lấy mẫu giám sát rộng, phong tỏa hẹp. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân thành phố cần bình tĩnh tiếp cận các thông tin chính thức từ ngành y tế để ứng phó theo hướng dẫn, nghiêm túc thực hiện 5K, chủ động khai báo y tế khi biết mình thuộc nhóm nguy cơ. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật TP HCM, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.